Xin chào các thầy cô. Video này em sẽ hướng dẫn các thầy cô cách tạo không gian trên Quizlet. Không gian là gì? Mà thầy cô nhìn vào cái tài khoản cá nhân của em. Ở đây, tài khoản Triệu Mai Hường này, nó là một không gian, nó chứa các cái bộ sưu tập. Thì thầy cô có hiểu như sau. Bộ sưu tập là một cái này. Trong cái bộ sưu tập này thì nó sẽ gồm các cái liên kết, các cái tài liệu, các cái ảnh, các cái video được thêm vào đây. Còn một không gian này nó sẽ bao gồm các bộ sưu tập. Đó. Thì ở không gian này nó có những bộ sưu tập này. Ở đây em có không gian, một không gian, hai không gian, ba không gian. Ở đây em có thêm một không gian này nữa. Không gian này có tên là Tiểu học 1 thị trấn Hữu Lũng. Đó. Có username ở đây. Cũng có username. Nó cũng bao gồm cái nút để tạo bộ sưu tập và có các cái bộ sưu tập đã có ở đây. Thì cách tạo không gian này như thế nào? Thầy cô chỉ cần tích vào cái dấu cộng Chris or Joy space tích vào đây để tạo không gian. Ở đây thầy cô sẽ tải lên ảnh bìa ảnh đại diện của không gian. Bấm vào cái bút này để tải lên một cái ảnh. Thì em sẽ tải lên upload lên một cái ảnh. Ví dụ như em sẽ upload lên một cái ảnh này. Hoặc là có thể upload ở cái thư viện Unflash cũng được, hoặc upload lên từ máy. Sau khi tải ảnh bìa cho không gian xong, ảnh đại diện cho không gian xong, thì thầy cô sẽ thêm vào tên của không gian. Ví dụ em sẽ thêm vào đây là trang tài liệu cá nhân. Tài liệu mật cá nhân. Đấy. Sau em sẽ bấm create để tạo. Đó. Thế là em đã được tạo ra, em đã tạo ra được một cái không gian nữa rồi. Thì trong không gian này em lại tạo thêm các cái bộ sưu tập ở đây. Thì rất nhiều thầy cô có thể tạo vô vàn tài liệu, vô vàn bộ sưu tập ở đây. Và có thể là chia sẻ nó với mọi người, hoặc có thể là bảo mật. Thì đó là tùy thầy cô. Đấy là cách tạo ra một không gian. Cảm ơn các thầy cô đã chú ý theo dõi video tạo không gian trên Moodlet.